Xin chào tất cả các anh em. Trước mắt anh em đang là mẫu lập mẫu số 04, mẫu lập mà tất cả các anh em đang đặt khá chi là nhiều. Cái đơn hàng lập này hiện tại đây bây giờ nếu mà nhận một cái đơn hàng mới thì cũng khoảng tầm tháng mấy, 2 tháng vậy tất cả các anh em. Đó, thì đây là cái đơn hàng của khách ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk này. Cái này khách họ đặt cọc trước 300.000 này, có ghi chú sẵn để cho nhân viên biết mà trừ tiền đây này. Khi anh em mua cái lập này thì anh em sẽ được tặng cái áo này. Lập này là mẫu số 04 nha tất cả các anh em. Đối với một cái mẫu cầu tháp cong nhiều như thế này thì nó sẽ có cái giải pháp là gắn ở bên hông như thế này để cho anh em ship cái lên mặt lập này như thế này cho nó rất chi là tiện dụng ha. Chất liệu của cái lập này là khung bằng thép nan, bằng thép điện lực hết nha tất cả các anh em. Gọi là full điện lực, trụ bằng đồng, móc bằng đồng, chạm hoa văn tinh xảo nha. Lưới dù đó, anh em thấy một cái lập cầu tháp rất chi là đẹp ha. Lá lập sẵn công an như thế này sẵn tặng theo cái áo đây, làm rất chi là tỉ mỉ. Riêng cái bàn đỡ ở bên dưới này đều có cái lò xo nha tất cả cái này. Cái lò xo này có tác dụng làm gì? Để cho nó chống rung nè. Đó, anh em thấy nè, như thế này là nó chống rung nè, gió thì nó sẽ không có quạt cái này. Đó, đây anh em thả lên nó sẽ bật xuống liền. Đó, đây là cái lò xo hai bên tác dụng rất chi là độc đáo. Đó, ở trong thì cầu rồng chạm 3D cho tất cả các anh em luôn nè. Đó, anh em thấy cầu rồng chạm 3D, cầu rồng bằng gỗ gõ đỏ rất chi là tinh xảo ha. Để nghiêng như thế này cho anh em thấy rõ cái nét đẹp của cầu rồng để anh em thấy được cái tỉ mỉ của cái mẫu lập này. Làm rất chi là lâu nha anh em. Một người thợ bình thường nếu mà làm liên tục thì nó khoảng tầm 4 đến 5 hôm mới xong một cái lập như thế này. Mà cái đơn hàng khách họ đặt trước thì cũng khá chi là nhiều. Cho nên là anh em phải chờ, chứ không phải là chúng tôi không làm ha anh em ha. Bởi vì cái lượng khách hàng họ đặt trước nhiều cho nên là anh em phải chờ thôi. Chứ còn đúng ra mà không ai đặt gì hết thì khoảng tầm 4 ngày là sẽ làm xong một cái. Nhưng mà đều là cái lượng đặt trước là nhiều. Đây là cái móc cửa này, anh em thấy làm rất chi là điệu đà. Đây cái cửa bật lên là anh em thấy nó sẽ làm nằm ở vị trí như thế này luôn. Rất kỳ là làm rất kỹ cho tất cả các anh em. Chúng tôi đã tính toán này. Đó, để xuống này. Nè, dở lên này. Đó, anh em thấy chưa? Đây, móc vô cho anh em xem nha. Đây, móc cho anh em xem một cái. Để tôi dán cái lá này lên để cho anh em xem cho nó kỹ cái công năng của cái móc này. Đây nè, móc vô này, anh em thấy đó. Móc vô nè, rồi muôn đời, trăm năm nữa cũng không bao giờ xúc ra được. Không có làm cách nào mà anh em làm dướng cái áo này vô đây để cho nó có thể bung cái móc này ra được. Đó. Em thấy làm rất chi là tỉ mỉ cho anh em luôn. Đó. Anh em mình thích cái thép này, nhìn nó khá chi là cứng cáp. Nói chung đây là cái thép nó còn mới nha tất cả các anh em. Nhưng mà khi anh em qua sử dụng thì nó sẽ bắt đầu ngã qua màu chì. Đó. Giống như cái lưới hàng rào B40 của anh em thôi. Lúc anh em mới mua về thì nó sẽ là sáng như inox. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng càng lâu năm thì nó càng ngã ra màu chì. Bởi cơ bản thép AC của điện lực, nghĩa là thép này họ mạ chì ở bên ngoài để chống ăn mòn của theo thời gian. Đó. Phom lập cũng là phom lập hiện đại nha tất cả các anh em. Đây. Mặt lập này là mặt lập là 26 cm, cầu tử này là cầu tử dài 30 cm. Đây là những cái khuôn khổ mà những cái mẫu lập thời bây giờ anh em sẽ thấy. Nếu mà anh em đặt những cái mẫu lập, nhiều anh em có gợi ý đặt những cái mẫu lập sai cầu tử 35 nhưng chúng tôi không nhận, bởi vì khi mà cái cầu tử nó càng dài thì cái chân này nó sẽ dài ra từ ngoài đây, kéo theo cái mặt này nó cũng dài và kéo theo cái chiều cao này nó lại càng dài thêm nữa. Nó càng dài lên đến trên đây thì anh em sẽ nhìn thấy một cái lập mà nó rất chi là xấu, nhìn nó khá chi lực là lên khên. Đó. Chúng tôi trước cũng có làm rồi nhưng mà đều khi mà làm xong thì nó không còn đẹp được. Phom lập như thế này là phom lập mà chuẩn của cái thời hiện tại bây giờ nha anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong các video mới nhất của shop. Đó, thì anh em nào thích những cái mẫu như thế này thì anh em cứ điện đến mẫu lập số 04. Đó, giao đi toàn quốc, anh em muốn đặt thì cứ đặt cọc trước thì chúng tôi mới nhận đơn nha, để tránh tình trạng là các anh em đặt cho vui mồm vui miệng. Mấy năm trước mà đặt mà không có nhận đặt cọc, tôi nói thật với anh em, một năm đặt nhận cả 100 đơn không thể làm nổi. Nhưng mà đến khi điện lại thì họ là cái khá là nhiều lý do. Bây giờ con tôi nó không cho mua nữa, hay là bạn tôi nó cho rồi, hay bây giờ tôi hết tiền, hay cái nói chung là trên đời này nó có nhiều lý do lắm anh em, mình không thể nào diễn tả hết được cái lý do của họ. Chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe ha.